Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tham dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công dự án khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định có diện tích 1.425 ha. Sáng 27 tháng 9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự lễ khởi công khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định tại xã Canh Vinh, H. Vân Canh, Bình Định và lễ khánh thành tuyến đường từ khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát ở tỉnh Bình Định. Dự án khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định được phát triển, quản lý và điều hành bởi công ty CP BKMX Bình Định thuộc tổng công ty BKMX IDC ở Bình Dương, có diện tích 1.425 ha thuộc phân khu 7 của khu kinh tế Nhơn Hội, trong đó 1.000 ha khu công nghiệp do tổng công ty BKMX IDC và Visit liên doanh phát triển khu công nghiệp Việt Nam Singapore hợp tác phát triển và 425 ha khu dân cư thương mại dịch vụ và khu tái định cư. Theo dự kiến, khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ đô la Mỹ đầu tư vào sản xuất công nghiệp sau khi đi vào hoạt động, tạo việc làm cho 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận. Dự án sẽ góp phần nâng cao lợi thế cạnh tranh về kinh tế, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội cho Bình Định, đóng góp ngân sách nhà nước hơn 400 tỷ đồng mỗi năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, từ khi lãnh đạo hai tỉnh Bình Định và Bình Dương đặt ra mục tiêu quyết tâm xây dựng một khu công nghiệp do tổng công ty BKMX IDC Visit Group đầu tư tại Bình Định, cho đến nay đã trải qua hơn 7 năm. Đến tháng 2 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp BKMX Bình Định với quy mô diện tích 1.002 và tổng vốn đầu tư trên 3.333 tỷ đồng. Dự án tuyến đường từ khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát có tổng chiều dài 20 km, bề rộng nền đường 20,5 m, mặt đường bê tông nhựa gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư 1.825 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 385 tỷ đồng, thúc đẩy phát triển công nghiệp dịch vụ ở Bình Định. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng khu công nghiệp đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định và tuyến đường từ khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay Phù Cát là hai dự án hạ tầng trọng điểm quan trọng, sẽ giữ vai trò hạt nhân trung tâm thúc đẩy phát triển mạnh các ngành công nghiệp dịch vụ của tỉnh Bình Định. Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh Bình Định và nhân dân trong khu vực dự án phối hợp tốt với chủ đầu tư để bảo đảm thực hiện dự án đúng pháp luật, đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả, bảo vệ tốt môi trường và bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương. Vừa tập trung xây dựng các công trình đạt chất lượng tốt, kiến trúc hiện đại, vừa chú ý thu hút những nhà đầu tư uy tín, dự án có hàm lượng công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, hiệu quả kinh tế và có nhiều đóng góp cho ngân sách. Đặc biệt ưu tiên cho những dự án tham gia mạnh vào chuỗi cung ứng toàn cầu và ứng dụng những thành tựu từ cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tôi xin nhấn mạnh, dự án thành công không chỉ góp phần phát triển kinh tế xã hội của Bình Định mà còn cho khu vực miền Trung, cả nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các bộ, ngành, các cơ quan trung ương nhanh chóng triển khai tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang, hỗ trợ mở rộng quy mô, mở thêm các tuyến mới trong nước và quốc tế của cảng biển Quy Nhơn và cảng hàng không Phù Cát để hỗ trợ phát triển khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMX Visit Bình Định, giúp cho tổng thể các ngành công nghiệp, dịch vụ phát triển.